Nhạc phẩm vừa rồi thì chắc chắn sẽ rất là thiếu sót nếu như chúng ta không được nghe anh Ngô Cảnh Chiếu chia sẻ về nhạc phẩm Em cho nhạc phẩm vừa rồi nha quý vị. Và bây giờ thì xin mời anh hãy chia sẻ đôi nét về cuộc sống hiện tại của anh, đặc biệt là lại có gia đình của mình. Xin mời. Thật ra thì mình ăn được mình viết nhạc không à? Không, nói vậy chắc các bạn không tin đâu. Không, thật ra thì mình làm trong nghề tin học. Thì nghề chính của mình nó gọi là kiến trúc sư về tin học, chắc cũng cái tên cũng hơi lạ vì cái nghề kiến trúc sư mà về tin học thì chắc không ai biết. Thực ra thì cái nghề nó cũng là nghề mới, chúng là những người kỹ sư lâu năm mà rành về ngành nghề thì họ làm kết cấu tạo những hệ thống, những system này chung với nhau ấy, thì cái nghề mới gọi là kiến trúc sư về tin học. Thì phải làm tạm như vậy, đắp đổi qua ngày để mà làm nhà, đúng rồi. Thế thì còn những cái chương trình như thế này thì những cái dự kiến trong tương lai của anh sẽ là gì ạ? Thì đó là niềm vui, thành ra mình sẽ tiếp tục, mình vẫn viết nhạc, viết những bài hát như mình đang viết. Nhưng mà ngoài ra mình có dự tính là mình thích cái phong trào mới của bên Pháp sau này nó làm những nhạc kịch rất là hay. Nhạc kịch thì thực ra đó, nó cũng giống như là hát cải lương của mình vậy đó, tức là có một cái tuồng, cái tích, cái chuyện sau đó người ta lồng nhạc vào, mà nhạc người ta không phải là nhạc cổ điển nữa, người ta dùng nhạc mới, tức là nhạc pop, nhạc rock để vô cái kịch. Thì trong cái nhạc kịch nó có phần ca hát, có phần vũ, nó có truyện, nó có phần diễn, nhưng mà tổng hợp tất cả cái đó nó trở thành cái là mình gọi là nhạc kịch đó. Thì hồi xưa giống như hồi xưa Hoàng Thị Thơ mình có làm cái nhạc kịch như là Ả Đào Say, Cô Gái Điên này nọ đó. Thì đó cái ý thức của mình hiện tại mình đang làm những cái đó. Thì mình đang viết dở dang một cái nhạc kịch chưa tới. Nhưng mà nhạc kịch thì rất là khó khăn, là khi mà muốn hoàn tất một cái nhạc kịch thì nó rất là phải rắc rối, nhưng có đơn giản tập tầng, phải tìm người, phải có công trình rất là nhiều, rồi phải có chỗ để mà trình diễn nhiều lần một cái vở kịch đó, chứ không phải là diễn một vở kịch xong là xong, thì phí công trình quá đó. Nhưng mà điều khó thì khó, nhưng mà mình thích mình cứ làm thôi, lúc nào được thì được, không được thì cũng chẳng sao. Nhưng mà khó thì khó, nhưng mà thích thì các bạn thì bỏ phí, tin chắc là đằng sau anh sẽ có một nguồn động lực rất lớn âm thầm cổ vũ động viên anh để anh có nhiều hơn nữa những tài bảo thực hiện trong thời gian sắp tới. Anh có thể chia sẻ về nhân vật Em của mình không? Đối với vị vậy chứ giờ tôi không nói ra, chị có đoán được anh cần em là em nào không hả? Em cần nói ra phải không? Thật cái đó, em đó là một nửa của tôi, em đó là bà xã tôi, là vợ tôi đó. Anh cảm ơn em rất nhiều. Chắc chắn là trong cơ hội hôm nay thì anh sẽ tranh thủ cơ hội để mà bày tỏ một cái lời yêu thương gì đó đến em của mình, được không? Mời em lên sân khấu. Đúng rồi. Xin mời nhân vật Em của nhạc sĩ Ngô Cảnh Chiếu bước lên sân khấu ạ. Tất cả các bạn ơi, quá hay luôn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Ngô Cảnh Chiếu rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, có chương trình thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm. Nhưng trước tiên thì Hoàng Hiếu xin được chia sẻ với tất cả quý vị một vài dòng suy nghĩ của một vị độc giả thường xuyên trên trang web ngocanhchieu.net đã nhận xét như thế này. Thế giới trong nhạc của anh Ngô Cảnh Chiếu quả là muôn màu, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh và chan chứa tình yêu, hy vọng. Nghe và ước ao, ước gì thế giới hôm nay ta đang sống, đang hiện diện từng ngày có đầy đủ những sắc màu ấy để không phải mơ, không phải mong chờ. Một nhạc phẩm nữa xin dành tặng cho tất cả quý vị và đặc biệt là khán giả đặc biệt này. Ca khúc Thế giới muôn màu sẽ được gửi đến tất cả quý vị và các bạn với phần trình diễn của tất cả các ca sĩ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay cho tiết mục hòa ca của quý vị. Tôi mơ một thế giới màu xanh huy hoàng trong trời hồng vây. Ngàn vạn nỗi chơi vơi.
quý vị, chúc tất cả quý vị sẽ có tình yêu hạnh phúc thành công. Và hy vọng tất cả quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho anh Nguyễn Hiếu thật nhiều thật nhiều. Cả về tinh thần, về vật chất, đã có chia động lực để tiếp tục công hiến cho tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và chúc mừng thành công.